Sau một tháng hoạt động trở lại, cửa khẩu Mường Khương và lối mở Lô Cô Chin, xã Pha Long, huyện Mường Khương đã có nhiều cư dân hai bên biên giới qua lại thăm thân và trao đổi mua bán một số nhu yếu phẩm dùng trong gia đình. Đi lại dễ dàng, thuận tiện, bà con ai cũng phấn khởi. Anh Hàng Xeo Quáng ở thôn Choán Ván, thị trấn Mường Khương, có nhiều họ hàng, bạn bè ở bên kia biên giới. Thời gian trước, anh phải xuống tận cửa khẩu Lào Cai mới làm thủ tục qua thăm thân được. Nay cửa khẩu Mường Khương hoạt động trở lại, anh Quáng và bà con trong vùng đều vui mừng vì vừa đỡ đi xa, vừa làm thủ tục nhanh gọn. Cán bộ biên phòng làm thủ tục nhanh chóng để cho chúng tôi đi lại thăm nhận người nhà và bạn thân. Chúng tôi đi lại rất tiện, mong cái cửa khẩu của mình cứ được mở như thế này. Tôi rất là vui, tại vì cửa khẩu này mở thì nó sẽ gần chúng tôi hơn. Không phải vất vả đi xuống Lào Cai đi lại để sang bên đấy thăm thân hoặc là công việc. Từ cửa khẩu này đi thì nó rất là nhanh chóng và rất là thuận tiện rất là nhiều ạ. Sau một tháng hoạt động trở lại, cửa khẩu Mường Khương và lối mở Lô Cô Chin, xã Pha Long đã có trên 1.000 lượt người hai bên biên giới qua lại thăm thân. Các cư dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc đi lại thăm thân, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn trên tuyến biên giới. Để có được những kết quả như vậy, các đơn vị đóng quân trên địa bàn cùng cấp ủy chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền nhân dân về quy định xuất nhập cảnh, chính sách cư dân biên giới và các quy định pháp luật khác. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Khương thì cơ bản là đã chuẩn bị đầy đủ tốt nhất cái cơ sở vật chất và cái những cái quy định áp dụng những cái quy định thủ tục hành chính để giải quyết cho bà con qua lại biên giới một cách là thuận tiện và nhanh chóng. Trạm biên phòng cửa khẩu Mường Khương và lối mở Lô Cô Chin, xã Pha Long tích cực phối hợp tốt với các đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu, nghiêm túc chấp hành nội quy quy định, kiểm tra giám sát chặt chẽ người, phương tiện đi đến cửa khẩu, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, an toàn trên tuyến biên giới.